Xin kính chào quý cha, quý tu sĩ cũng như tất cả cộng đoàn dân Chúa của Orange County nói riêng. Và có thể được cái hình ảnh của chúng tôi sẽ đến với quý vị trên khắp 50 tiểu bang, thậm chí cả quốc tế với phương tiện truyền thông ngày hôm nay. Thì hôm nay rất là hân hạnh chúng tôi được xuất hiện trong chương trình của Dân Chúa Đời Con. Dân Chúa Đời Con theo chúng tôi được biết thì đã theo quý vị cũng như là giới thiệu đến quý vị tất cả những cái sinh hoạt nổi cộm cũng như là đặc trưng của Orange County. Thì kỳ này, nhân mùa mà tưởng niệm cũng như là kính nhớ đến các vị thánh tử đạo Việt Nam, hay nói rõ hơn là các thánh tử đạo tại Việt Nam, bởi vì trong đó có các cha cố của mình nữa, người Tây nữa, chứ không riêng người Việt Nam. Thành ra chúng tôi hôm nay có dịp để nói chuyện về các ngài, và đồng thời giáo xứ Thánh Linh, cộng đoàn Thánh Linh có cái hân hạnh được tổ chức năm nay. Bởi vì mùa dịch Covid, thành ra chúng tôi không có cái mừng chung của cộng đoàn Dân Chúa tại Orange County. Đây là Thánh Linh hôm nay, và trong khuôn viên của ngôi Thánh Đường Thánh Linh và trong giáo đường thân niu ấm cúng của Thánh Linh, hôm nay có sự xuất hiện của cha phó giáo xứ Thánh Linh, đó là cha John Duy, mà nói tên đầy đủ theo tiếng Anh là Nguyễn Duy Anh Dũng. Người Mỹ thì gọi John Duy, các người thì gọi John hay là gọi cha Duy. Thì thôi thì tên nào cũng là cha cả. Thì rất hân hạnh cha được lên show ngày hôm nay để nói chuyện về cái cuộc tổ chức tại đây. Nhưng mà ai là cái người điều khiển? Ai là cái người run cái chương trình công nghinh cũng như là tổ chức? Chính là sơ Thủy Trang. Không biết nói sao nhỉ? Nhìn sơ khiêm tốn như là ông Gia Kêu vậy, nhưng mà chạy theo sơ mệt lắm. Thì quý vị, sơ đã cho những cái chương trình, và đặc biệt từ mùa Trung Thu, phải không cha? Trung Thu rồi cung nghinh thánh tượng Đức Mẹ Fatima ở tại giáo xứ Thánh Linh này. Thôi thì cũng một lần nữa xin cảm ơn sơ đã giúp cho chúng con có những cái buổi lễ như vậy, nâng lòng sốt sắng của chúng con lên trong tháng Mân Côi vừa qua. Thì tiếp tục vẫn là xin giới thiệu một lần nữa sơ Thủy Trang, dĩ là người phụ trách về giáo lý cho năm nay tại Thánh Linh. Một vinh dự, một hân hạnh và là một sự đóng góp cho sơ. Có lẽ là tới giờ thì mời cha gửi lời chào đến quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi trên địa phận Orange County cũng như khắp nơi trên thế giới. Nếu như quý vị có dịp xem chương trình này ngày hôm nay, tại giáo xứ Thánh Linh chúng tôi có một buổi trò chuyện ngắn nói về những sinh hoạt của giáo xứ, đặc biệt là trong tháng 11 này chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn, và chúng ta cũng có một cái dịp để mà tổ chức mừng kính lễ các thánh tử đạo Việt Nam hàng năm, mà chắc là tất cả mọi người công giáo ở trong nước hoặc là trên toàn thế giới chúng ta đều biết đến. Xin kính chào quý vị. Con mời sơ. Vâng, xin kính chào cha, xin kính chào ông chủ tịch. Hồi nãy là không có giới thiệu, không tự giới thiệu mình. Xin giới thiệu với cộng đoàn Dân Chúa, đặc biệt là quý vị khán thính giả của chương trình Đài Dân Chúa Đời Con. Đây là ông chủ tịch của cộng đoàn Thánh Linh. Thường còn trẻ quá cho nên là gọi là anh Triệu, cho nên gọi là ông hơi già quá. Con là ông nội ngoại là sơ. Dạ đúng rồi, vậy là thôi gọi là ông chủ tịch đi. Nó cũng, ta nói là thập mình lục tuần là dư dừa, có dư rồi chứ. Dạ. Mà đối với tụi em thì vẫn gọi là anh Triệu, thấy dạ, gần gũi. Có lẽ cái ngôn ngữ nó không hạn chế cái công việc làm, cũng như là được làm việc với sơ, làm việc với cha. Phải nói là một cái vinh dự của chúng tôi là một người giáo dân. Chúng ta có nhiều cái phương diện cũng như là cái vị trí để mà phục vụ cho giáo hội. Thế nên trong cương vị nào, với cái tầm nhìn đó thì chúng tôi phục vụ. Thế nên cái chức vị chẳng qua để giúp chúng ta dễ làm việc và để tiếp xúc với mọi người thôi, chứ không phải để mà ngồi trên mâm cao cỗ đầy đâu, thưa sơ. Thôi thì bây giờ nói chuyện vui rồi, thì bây giờ đi vào vấn đề lễ các thánh tử đạo tại Việt Nam. Thế thì mình đi bằng cái con số đi. Trước giờ thì chúng con mấy chục năm rồi nghe 117 vị các thánh tử đạo. Ủa như vậy các ngài là ai nhỉ? Phải chăng là bất cứ nơi nào mà có một thời chúng con, khi mà cái Đức Giáo Hoàng phong thánh cho các ngài đó, thì có người đặt câu hỏi, ủa mấy người vượt biên hay là ông Tổng thống Ngô Đình Diệm có được phong thánh hay không? Thế thì đó là một cái cơ hội để cho mình cho biết. Thì đây là một cái dịp để chúng ta nhắc lại các ngài là ai. Rồi thứ hai, cái vị mà 118 mà trong một vài năm nay được nhắc đến, đó là tại sao có cái con số đó. Thì xin mời cha cho biết các ngài là ai và cái vị thứ 118 là ai vậy? Vâng, cảm ơn anh Triệu, cảm ơn sơ Thủy Trang.
Cảm ơn mọi người đã giúp cho có cái buổi nói chuyện này, và đặc biệt là Đài Dân Chúa Đời Con. Như vừa rồi đã nói là chúng ta đang nói chuyện với nhau về cái chủ đề, về cái dịp đại lễ mừng kính Các Thánh Tự Đạo Việt Nam. Thì hầu như ai cũng biết và cũng thường xuyên khi nói tới Các Thánh Tự Đạo Việt Nam thì cái con số 117 rất là gần gũi. Thì họ là những ai? Theo những gì mà con tìm hoặc là con học tìm hiểu để học hỏi thì biết rằng họ là tất cả những người giáo dân rất là bình thường như chúng ta đã sống, cũng như từ khắp các độ tuổi khác nhau. Đạo Công giáo của chúng ta được bắt rễ vào, được đến Việt Nam vào khoảng năm 1639 cho tới khoảng năm 1866, tức là khoảng gần 300 năm chúng ta được ơn Chúa cho lãnh nhận và được giới thiệu Đạo Công giáo vào đất nước Việt Nam. Thế nhưng trong gần 300 năm đó, đất nước Việt Nam của chúng ta, cái thời gian đặc biệt đó là cái thời gian phải chịu rất là nhiều vất vả, nhiều chống đối, nhiều cuộc bắt hại đạo. Cho nên trong khoảng thời gian đó có rất nhiều người phải hy sinh, phải giữ đạo một cách khó khăn hơn chúng ta thời nay rất nhiều. Họ là những ai? Họ là những người giống như con nói là từ khắp mọi tầng lớp. Họ ở những độ tuổi từ 80 tuổi cho tới 9 tuổi. Thí dụ như cha Đắc Lộ là khoảng 80 tuổi lúc đó. Có những bà cụ 60 tuổi. Có những em bé thanh thiếu niên 14 tuổi, 10 tuổi, 9 tuổi cũng đã tự đạo vào cái thời đó rồi. Và họ là những người thuộc những tầng lớp nào? Đủ mọi tầng lớp. Linh mục, tu sĩ và các sơ, các người công chức, những người quan chức và những người lính trận. Cũng có những người con ông trùm trong nhà xứ, cũng có những người lái buôn và những người nông dân. Trong những người đó, họ sống cuộc đời sống rất là bình thường giống như chúng ta. Có một câu chuyện của một trong những vị thánh tự đạo đó là có một người phụ nữ kia, họ rất là kiên trì với đức tin của mình và ao ước được giữ đạo, được theo Chúa. Thì khi mà bà bị bắt đó, thì bà đã trước vài ngày khi mà bà chịu án tử hình thì bà có viết thư về nhà để xin nhà mang đến cho bà một cái chiếc áo cưới để bà mặc vào cái ngày mà bị tử hình, bị án tử hình. Thì khi đó mọi người mới thấy rằng tự nhiên khi mà bước ra có một người mặc áo cô dâu, thì cái ao ước đó được vị thánh nữ đó nói như là cái ngày đám cưới mà đi đón người tân lang là Chúa Kitô. Câu chuyện rất hay, và trong 117 vị thánh tự đạo Việt Nam của chúng ta còn có rất nhiều những câu chuyện rất hay mà chúng ta không thể nào nhớ hết. Đọc câu chuyện của mỗi người, cuộc đời của mỗi người, chúng ta mới thấy ra quả là một cái gương sáng rất tốt, rất đẹp cho chúng ta noi theo. Thì nếu mà nói ra, kể ra thì rất là nhiều người. Trong số những vị thánh tự đạo có khoảng chừng 58 các vị giám mục và linh mục, có khoảng chừng 340 các chủng sinh và khoảng 270 các nữ tu, và có hơn cả hơn 100.000 người Công giáo bị tự đạo. Nhưng tại sao chỉ có 117 vị thánh tự đạo được phong chức thôi? Đó là vì họ là những người có đầy đủ giấy tờ, hồ sơ chứng minh được là họ tự đạo. Còn rất nhiều người khác, cuộc sống của họ và cái hy sinh của họ cũng rất nhiều, rất là can trường, anh dũng, nhưng vì chưa có đủ những bằng chứng, giấy tờ và những chứng minh được, cho nên trong một cách âm thầm, đối với chúng ta, họ vẫn là những người sống đạo, kiên trì, anh hùng. Thật là những cái gương thật là đặc biệt, thưa quý vị, thấy rằng đủ mọi tầng lớp, từ hàng tu sĩ giáo phẩm cho đến một cái người giáo dân bình thường. Nó nói cho con một cái gương khi mà nhắc lại đó, là chúng ta có thể nên thánh ở bất cứ thời điểm nào, bất cứ ở một đấng bậc nào, chứ không riêng dành cho cha John, không riêng dành cho sơ thì trang. Thành ra chúng ta có thể nên thánh. Thành ra quý vị kết hợp với Chúa và thấy là 117 hay là 118 sau này đi, thì chúng ta thấy là được tôn vinh, nhưng mà không có nghĩa những trăm ngàn người kia không đã trở thành thánh trước mặt Chúa. Thành ra đây là những cái gương âm thầm mà một bài học thật là ý nghĩa. Hình như là sơ trang rất là thú vị về thánh An Thành, phải không ạ? Một vị thánh mà ở đây các em thiếu nhi đã lấy làm quan thầy. Dạ vâng,
Trong 117 vị thánh mà được giáo hội của mình phong thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 tại quảng trường Roma do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, bây giờ Ngài là thánh rồi. Đây là giây phút quan trọng nhất của buổi lễ, giây phút Đức Thánh Cha ngồi trên ngai của Thánh Phêrô tuyên bố sắc phong thánh cho 117 anh hùng tử đạo Việt Nam. Tăng trưởng với quyền của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, của hai thánh tông đồ Phêrô, Phaolô và của riêng tôi, sau khi đã suy nghĩ chín chắn cũng như đã nhiều lần cầu xin ơn trợ giúp của Thiên Chúa và tham khảo ý kiến của nhiều anh em trong hàng giám mục, tôi quyết định tuyên bố: Beatus Andream Dung Lạc, chân phước Andre Dũng Lạc, linh mục Tô Ma Thiện và Immanuel Phụng, giáo dân Girolamo Hermosilla và Valentino Berio Ochoa, hai giám mục dòng Đa Minh và sáu giám mục khác, Teofan Vena, linh mục hội từ Sai Paris và 105 bạn từ đạo Việt Nam là những vị thánh và các ngài được liệt kể vào sổ các thánh. Tôi quyết định rằng giáo hữu trong toàn thể giáo hội sốt sáng mừng kính các ngài như các thánh tử đạo, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Các thánh của mình được một thánh phong thánh là 117 vị một lúc. Và như vậy đó thì trong 117 đó, như hồi nãy cha có nói đó, có trăm trăm ngàn người tử đạo để tại quê hương Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà chỉ có một người đàn bà thôi là được nằm trong cái số 117 này, là thánh nữ Anne Lê Thị Thành. Ngài rất là đời sống rất là thánh thiện, đạo đức âm thầm, và như là một trong những cái luật lệ là không có được chứa chấp hay là giữ các đạo trưởng, những người đó. Thì bà Thánh Anne này cũng như là một người phụ nữ rất là bình thường, một người phụ nữ bình dân thôi. Tuy nhiên như vậy, rất là có lòng yêu mến Chúa. Và chính cái người phụ nữ này là Thánh nữ Anne Lê Thị Thành đó, có một cái tên khác là bà Thánh Đê nữa. Thì cái làng đó ở Việt Nam, khi mà sinh con ra thì thường thường người mẹ sẽ lấy tên của người con. Vì vậy mà bà Thánh Anne Lê Thị Thành này đã có 6 người con, thì trong đó có 2 người con trai và 4 người con gái. Thì trong hai người con trai đó có một người tên là Đê, vì vậy mà bà Thánh mang cái tên của con của mình là bà Thánh Đê. Và bà Thánh Đê này đó là vì bị bắt vì cái tội cho trú ẩn các linh mục trú ẩn trong nhà của bà. Và khi mà bị bắt như vậy đó thì bà cũng bị bắt với hai nữ tu giam ở trong tù. Thì bà bị hành hạ rất là, gọi là người ta gọi là những trận mưa roi trên con thân thể của bà, là một người phụ nữ như vậy. Thì trên thân thể của bà đã bị máu chảy ra rất là nhiều, rồi ở trong tù nhịn đói, ăn không có được, ăn uống đầy đủ. Và ngoài những cái sự chảy máu nó ra đó thì nó có sưng lên, có mủ, có tất cả những cái đó, và nó thấm vào trong cái áo của bà. Thì khi mà con gái của bà được vô thăm đó, thì con gái nhìn thấy bà Thánh Đê này rất là đau khổ, tại vì thấy mẹ của mình tại sao thấy gọi là hy sinh quá sức như vậy đó. Thì bà Thánh Đê mới nói với con của mình đó là: con ơi, con đừng có gọi là đau buồn cho mẹ. Mẹ đang mặc chiếc áo hoa hồng, là với những cái giọt máu thấm đó đối với bà Thánh đó là những cái bông hoa hồng mà Chúa gửi tới trong cuộc đời của bà. Mà bà đang mặc cái chiếc áo hoa hồng đó rất là cái gương rất là can đảm vô cùng của một người phụ nữ. Và bà đã bị chết ở trong tù vì bị đánh đập quá nhiều và không có ăn uống đầy đủ và đuối sức, và sau cái đó thì qua đời ở trong tù. Bà là người duy nhất 117 vị thánh, bà là một người phụ nữ duy nhất của Việt Nam nằm trong cái một số 117 vị. Cảm ơn sư đã đưa cái thánh tích và những hình ảnh thật là oai hùng, phải nói như thế. Chúng ta thấy là bất cứ đất nước nào cũng cần những vị anh hùng đã đổ máu cho quê hương, thì cái mầm mống, cái hạt giống của đạo Công giáo ở tại Việt Nam đã nhờ những dòng máu này nuôi dưỡng, và cho tới ngày hôm nay chúng ta là những người thừa hưởng. Thành thưa quý vị,
với những chứng tích quý vị có thể gặp bất cứ sách vở, CD, bây giờ tôi biết có video cũng có nữa về các cái gương hạnh tích này, và chúng ta đã được Thánh Đức Giáo Hoàng John Paul II phong thánh, và chúng ta đã mừng một cái kỳ đó tưng bừng hoa lá mà. trên khắp thế giới, và hãnh diện cho cái người Việt Nam của chúng ta. Thế thì là con dân Việt Nam dù ở ngoài, ở bất cứ nơi đâu, thì cái việc tôn vinh đó là xứng đáng để chúng ta làm. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau phần thông tin thương mại của đài. Kính thưa quý vị khán thính giả cũng như tất cả cộng đoàn dân Chúa, phần 1 chúng tôi đang nói chuyện về các thánh tử vì đạo ở tại Việt Nam và những cái gương thánh tích của các ngài, những gương anh hùng của các ngài đã làm cho chúng ta cảm động dù là mấy trăm năm đã trôi qua. Và bây giờ thì ngôi thánh đường và khuôn viên của Giáo xứ Thánh Linh năm nay có hân hạnh được tổ chức buổi cung nghinh, buổi rước kiệu, sau đó là tới phần thánh lễ rất là trang nghiêm trong ngôi nhà thờ. Và một điều lưu ý là bây giờ dù là thời COVID pandemic của chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn tuân thủ, nhưng mà không thể cản chúng ta là có những cái cử chỉ để ngưỡng mộ những vị anh hùng đó. Thì thưa cha cũng như là thưa sơ, thì như vậy cái việc cung nghinh tôn nghiêm nó mang cái ý nghĩa sâu đậm thế nào, đặc biệt cho người Việt Nam ở hải ngoại chúng ta? Vâng, thì thứ nhất là hồi nãy con có nói là tháng này chúng ta, ngày đầu tháng chúng ta mừng kính các thánh nam nữ ở trên trời. Thì chung cái niềm vui của Giáo hội Hoàng Vũ, chúng ta mừng kính các thánh nam nữ trên trời, và chung với niềm vui của Giáo hội Việt Nam, Giáo hội mẹ chúng ta ở quê hương Việt Nam, chúng ta mừng kính lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Đó là một cái niềm vui cho mọi người, đặc biệt là cho con cái, con cháu của các bậc tiền nhân của chúng ta. Là vì vinh phúc thay Chúa ban cho cái hạt giống tin mừng phúc âm và đức tin, cho nên chúng ta được sống cái đức tin đó. Và đối với chúng ta, Giáo hội Việt Nam là một giáo hội mới so với lúc bây giờ được truyền giáo, đạo Chúa truyền giáo vào trong đất nước. Nhưng mà cái đời sống đức tin của chúng ta sống thật là mạnh mẽ. Lúc đó có bao nhiêu là khó khăn, thử thách mà do con người gây ra, nhưng mà ông bà cha mẹ chúng ta có thể làm được một cái điều đó, là một cái gương sáng cho tất cả cái thế hệ con cháu. Sơ Trang có cần bổ sung? Dạ thưa vâng, chúng ta có tại Giáo xứ Thánh Linh, thì trước hết là chúng con rất chân thành cảm ơn cha chánh xứ Giuse Trần Cao Thượng đã cho giáo xứ của chúng con có những cái buổi cung nghinh mẹ Maria, rồi bây giờ tới các thánh tử vì đạo Việt Nam. Thì vào thứ ba ngày 24 tháng 11 lúc 5:30 chiều thì có cung nghinh xương thánh các thánh tử đạo Việt Nam chung quanh khuôn viên của nhà thờ. Ngày hôm đó những ai mà tới tham dự cái buổi rước đó sẽ được phát một cái nhành lá thiên tuế đó, là gọi như là những cái người mà các thánh là cầm cái thánh chiến, họ đã chiến thắng cái cuộc sống phàm nhân của họ và là thánh, là gọi là cái cành lá, nhành lá thiên tuế, và một cái nến chúng ta sẽ đi rước chung quanh khuôn viên nhà thờ ở Giáo xứ Thánh Linh ở đây. Và cái ngày hôm đó thì trong các người mà tử đạo của cỡ tại giáo xứ tại về Việt Nam của chúng ta đó, thì ngày hôm đó ở đây cũng gần như có đầy đủ những người đó. Thứ nhất chúng ta có Đức cha Thomas Nguyễn Thái Thành, ngài sẽ là người chủ tế của cái thánh lễ hôm đó, và dĩ nhiên là đức cha cũng sẽ đi rước, rồi ngài sẽ giảng trong thánh lễ. Là chúng ta có hàng giám mục ở trong các thánh tử vì đạo, và bây giờ chúng ta có Đức cha Thomas Nguyễn Thái Thành là ngài sẽ chủ tế ở trong đó, và chúng ta có các linh mục của các giáo xứ cũng sẽ tới đồng tế, rồi chúng ta có các thầy giảng, rồi chúng ta có toàn thể cộng đoàn dân Chúa sẽ tới để chúng ta trước nhất là chúng ta cảm tạ ơn Chúa đã cho người Việt Nam của chúng ta có các thánh tử vì đạo tại Việt Nam và tất cả những người ở nước ngoài nữa mà qua tới Việt Nam để chết vì đức tin và truyền lại cái đạo đó cho con cái của chúng ta. Thì chúng ta là những người được hưởng những cái niềm tin, cái đức tin đó. Thì hôm nay chúng ta cung nghinh các ngài, chúng ta cảm tạ ơn Chúa và chúng ta tôn thờ Thiên Chúa đã cho các ngài cái sự can đảm dám chết vì đức tin, dám chết vì tin vào Thiên Chúa. Thì cái ngày hôm đó sẽ là 5:15 chúng ta tụ họp, và 5:30 chúng ta sẽ có cung nghinh xương thánh của hơn 10 vị thánh tử đạo. Chung quanh ở đây có khoảng chừng 17 cái xương thánh của các thánh tử vì đạo Việt Nam sẽ được cung nghinh chung quanh sân nhà thờ, và sau đó là thánh lễ đại chào kính các thánh tử vì đạo Việt Nam lúc 6:00 tối trong nhà thờ.
Thưa quý vị thính giả, đó là 17 xương thánh của các vị thánh được công nghinh kỳ này. Nhưng mà đầy đủ phải là 117. Và nếu đi tìm đủ các cái thánh tích đó thì phải tìm ở đâu thưa sư? Chắc là không, bây giờ thì không có, có lẽ là chắc không thể nào có đầy đủ 117, tại vì là ở khắp mọi nơi. Chia ra khắp nơi. Dạ vâng, nhưng mà chúng ta không thể nào không có nói tới được là về cái nhà MEP ở bên gọi là hội thừa sai Paris ở bên Pháp á. Có lẽ là cộng đoàn dân chúa cũng có nhiều người đi hành hương Đức Mẹ Ban Ơn với thánh hiện ra với lại thánh Catharina ở bên Pháp, rất là gần cái nơi mà Đức Mẹ hiện ra với thánh Catharina, đó là cái nơi gọi là cái hội thừa sai Paris. Nơi đó là đã có 10 thánh tử vì đạo. Tại Việt Nam có 2 thánh là giám mục, và ngoài 2 thánh là giám mục đó ra thì còn 8 linh mục, tất cả là 10 người đi qua Việt Nam và đã tử đạo tại Việt Nam. Thì cái nơi mà cái nhà MEP đó, cái nhà mà gọi là cái nhà của hội thừa sai Paris đó, là người ta giữ lại tất cả những cái gông cùm, những cái cách mà các thánh tử vì đạo Việt Nam chết ở bên cái nhà hội thừa sai Paris đó. Có rất là nhiều cái mà ở Việt Nam chúng ta không có, hoặc là vì thời gian rồi mình bị thất lạc hết. Tuy nhiên với những người nước ngoài thì cái vấn đề mà giữ lại những cái sự kiện hay những cái gì mà xảy ra đối với họ rất là quan trọng, và họ cũng đã xin giáo hội Việt Nam, thôi họ giữ rất là nhiều những cái gông cùm xiềng xích, rồi những cái cách mà các thánh tử vì đạo Việt Nam chết. Thì nếu mà ai chúng ta có dịp mà đi hành hương mà chúng ta qua với Đức Mẹ Ban Ơn rồi, đó Đức Mẹ hiện ra thánh Catharina, thì chúng ta nhớ ghé ngang qua cái nơi cái nhà MEP đó, tiếng Mỹ nó gọi nhà MEP, thì cái nhà đó là cái nơi mà giữ rất là nhiều tất cả các thánh tích của các thánh tử vì đạo Việt Nam, bởi vì họ có 10 thánh tử vì đạo Việt Nam đã chết tại Việt Nam. Dạ vâng. Nói như vậy là quý vị sẽ có một cái cuộc hành hương, và trong đó linh hướng là cha Duy và người hướng dẫn đi đó là Sơ Trang. Thì như vậy là đầy đủ lắm. Thưa quý vị, trở lại với cái chương trình tổ chức thì quý vị nhớ cho nhé. 5:15 là Sơ nói yêu cầu, có nghĩa là quý vị phải rời nhà 4:30. Tại vì không thể nào cái parking của Thánh Linh có thể chứa đủ. Quý vị có thể đậu ở trong khuôn viên, rồi sau đó theo cái sự sắp xếp của ban tổ chức ngày hôm đó, có thể đậu dọc theo cái khu cư dân ở chung quanh, rồi cái ngôi trường học ở bên cạnh chúng tôi. Nếu mà quý vị mà ghi danh cho Sơ Trang mà lên đến con số 1000 đấy, thì chắc phải xin cái bãi cỏ của bên cái trường, ngôi trường đó như chúng tôi vẫn mượn thì mới đủ chỗ được. Nhưng mà thôi yên chí, chúng tôi sẽ có người sắp xếp hướng dẫn cho quý vị để có cái trật tự, và đồng thời quý vị có một cái chỗ đậu xe an toàn. Ngày hôm đó như quý vị nhé, tối thứ ba nó là ngày thường, thành ra quý vị nào thu xếp được xin mời đến, mà cố gắng thu xếp và nên thu xếp, chứ đừng nói là để tôi rảnh tôi mới đi. Thì quý vị thứ ba ngày 24/11 đúng ngày phải không ạ, chúng ta cùng kính. Nó chỉ là tối thứ ba, sau đó quý vị sẽ có một cái thánh lễ do cha Thomas Nguyễn Thái Thành là người Việt Nam của chúng ta, một đức cha được xuất xứ từ Nha Trang, ngài sẽ cử dâng thánh lễ của chúng ta. Dĩ nhiên ngài giảng bằng tiếng Việt đúng không ạ? Thế nên chúng ta sẽ tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam, đồng thời chúng ta cung nghinh cái tấm lòng người con dân dù đã xa quê hương vẫn nhớ đến các ngài, và cũng nên lắm để cho con cháu chúng ta biết những cái vị thánh anh hùng đã đổ máu cho những hạt giống, cho cái nền móng đầu tiên của nền đức tin Công giáo của Việt Nam. Không biết là về tổ chức Sơ Trang có cần thêm cái gì nữa không? Dạ thì như hồi nãy ông chủ tịch cũng có nói rồi, chúng ta nhắc lại thôi là 5:15 chúng ta sẽ tụ họp, và 5:30 chúng ta sẽ có cung nghinh các xương thánh của các thánh tử vì đạo Việt Nam, rồi 6:00 là thánh lễ đại chào. Thì khi chúng ta tới, chúng ta nhớ đeo theo khẩu trang, và chúng ta cũng có giãn cách xã hội để chúng ta vẫn tuân giữ tất cả những cái luật lệ mà chúng ta cần phải làm. Thì tất cả các cửa ra vào đều có hand sanitizer để chúng ta có thể khử trùng, rồi chúng ta đi tham dự với nhau. Và máu các thánh tử vì đạo Việt Nam là hạt giống để cho chúng ta trổ sinh tất cả những con cái Việt Nam, những người chúng ta giữ đạo. Và ngày nay chúng ta không những chỉ có đi tử đạo như là các thánh, các ngài đã bị chết vì đạo, nhưng mà chúng ta có rất là nhiều cách mà chúng ta đang sống tử đạo trong cuộc sống, cái bậc sống của mỗi người chúng ta mà Thiên Chúa mời gọi cho cái thế giới ngày nay. Cho nên tùy theo cái bậc sống nào của mình để chúng ta dâng lên Chúa tất cả những cái hy sinh, những cái trái ý, những cái khó khăn, thử thách trong cuộc sống của mình, và chúng ta vẫn can trường để chúng ta sống, dám sống với cái đức tin của mình. Đó là chúng ta niềm vinh dự cho chúng ta là con cháu của các thánh tử vì đạo Việt Nam.
Kính thưa quý vị thính giả, có lẽ đến đây thì quý vị đã nắm được những cái ý chính của cái buổi tổ chức này. Một lần nữa nhắc lại quý vị, ngày thứ ba, buổi chiều thứ ba, 24 tháng 11 năm 2020, quý vị thu xếp để đến cùng với chúng tôi cùng mình cũng như là tôn vinh các thánh tử vì đạo Việt Nam. Đến đây thì thời gian không còn, chương trình Dân Chúa Đời Con đã cho chúng tôi một cái cơ hội để lên đây trình bày và mong muốn quý vị sẽ là một trong những người tham dự. Người thì đông, lòng tôn kính thì nhiều, nhiệt thành của con cái Chúa. Nhưng mà chúng tôi tổ chức dầu sao cũng cần phải có những cái sự tuân thủ như sơ đã nhắc, khẩu trang, giữ khoảng cách xã hội. Chúng ta vẫn yêu kính Chúa, nhưng mà vẫn xin Ngài giữ gìn cho chúng ta cái COVID-19 đừng có viếng thăm. Thì đó là niềm mọi thứ chúng ta để kết hợp. Về mặt trách nhiệm của giáo xứ, cha là cha phó, thì không biết là cha có cần dặn dò gì thêm và gửi lời chào đến quý vị khán thính giả. Cảm ơn anh Triệu. Bây giờ là bắt đầu mùa đông rồi, cho nên trời lạnh. Chúng ta đi rước kiệu bên ngoài cũng như là trong thánh lễ, trời sẽ lạnh, cho nên quý cụ, quý ông bà, anh chị em đi lễ chúng ta mang theo áo lạnh, giữ ấm cho mình. Là như vậy. Thì xin Chúa chúc lành cho tất cả những công việc của chúng con thực hiện. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Xin lời cầu bầu của các thánh tử đạo Việt Nam và các thánh nam nữ trên trời luôn luôn xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta luôn mãi, đặc biệt trong năm nay có những điều xảy ra cũng hơi không được như ý, nhưng chúng ta với cái lòng tin tưởng tuyệt đối, với cái đức tin mà các thánh tử đạo Việt Nam là đấng tiền nhân đã làm gương cho chúng ta noi theo, hy vọng rằng với cái đức tin đó chúng ta sẽ vượt qua được những cái khó khăn, những thử thách trong những tháng vừa rồi. Chào. Và lời mời gọi từ trưởng ban tổ chức. Xin chân thành cảm ơn Cộng đoàn Dân Chúa cũng đã rất là nhiều những cái hội thảo cũng như tĩnh tâm và những cái buổi đi rước kiệu quý vị đã tới với giáo xứ Thánh Linh. Thì hôm nay chúng ta là con cháu của các thánh tử vị đạo Việt Nam, chúng ta không thể nào thiếu cái sự tới tôn vinh các ngài. Cho nên xin rất là trân trọng kính mời Cộng đoàn Dân Chúa chúng ta tới tham dự cái ngày tôn vinh các thánh tử vị đạo Việt Nam vào thứ ba ngày 24 tháng 11 lúc 5 giờ 15 chiều ngay tại giáo xứ Thánh Linh. Và xin chúng ta tuân thủ tất cả những gì mà chúng ta cần làm, và dĩ nhiên tất cả những ai tham dự chúng ta sẽ được lãnh nhận ơn toàn xá với tất cả những cái điều kiện mà chúng ta cần thiết phải làm theo như giáo hội những cái điều kiện để lãnh nhận ơn toàn xá. Cho nên chúng ta tới tham dự để chúng ta, trước nhất là chúng ta cảm tạ ơn Chúa, chúng ta tôn vinh các thánh tử vị đạo Việt Nam và chúng ta lãnh nhận những ơn toàn xá đó, để cho cái tháng 11 này cũng như là những ngày sắp tới ở luyện tội sẽ không còn những linh hồn nào nữa mà sẽ là các thánh để chuyển cầu cho chúng ta. Cảm ơn cha, cảm ơn sơ và cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả cũng như quý cha, quý tu sĩ, Cộng đoàn Đến Chúa đã theo dõi chương trình này. Hy vọng rằng những tin tức này gửi đến quý vị để chúng ta nâng lòng tôn kính các thánh tử đạo Việt Nam, một sự hãnh diện của những vị thánh đã đóng góp tên trong giáo hội Công giáo mà là người Việt Nam. Chúng ta là con cháu, chúng ta có bổn phận tôn kính, tôn vinh và nêu gương cho con cháu của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị một lần nữa. Hẹn quý vị vào một chương trình khác. Hoàn quang vinh, con vinh các thánh.
Chúa để được ơn cứu quốc được phúc quê trời trường sinh. Cho Chúa nguyện